Xin chào tất cả mọi người, xin chúc một ngày tốt lành. Hôm nay kênh của mình xin giới thiệu một quả trứng siêu to khổng lồ, cao 3m, đường kính 2m4, nặng khoảng 1,2 tấn. Bên trong là một cái phòng rất đặc biệt, có sức chứa khoảng 5 người ngồi uống cà phê, nghe nhạc hoặc là 3 người ngủ. Nói chung là một gia đình ghé bóng có thể ở được. Nếu mà được gắn máy lạnh thì thật là tuyệt vời. Tuy nhiên các bạn có thể để dưới mái che thì cũng rất là mát. Mình hay dậy sớm chui vào đây học đàn, rất chi là yên tĩnh, không bị lẫn các hợp các tạp âm và nhấm nháp một chút cà phê. Rất tiếc là sau này diện tích không đủ nên mình đã bán cho khách họ làm sân vườn để cho mọi người chụp hình. Nào chúng ta cùng khám phá bên trong nhé. Và nếu thấy thú vị xin mọi người đăng ký kênh dùng. Mình sẽ up rất nhiều những video khác nữa, toàn những hàng siêu to khổng lồ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong cái trái trứng này nó có cái gì? Wow, đó là một cái phòng. Đây là một cái phòng để lúc trốn vợ ra đây ngủ. Thế giới trong chai dưa. Ngày giao trứng cho khách mà nước mắt cứ rưng rưng. Tạm biệt nhé, chẳng biết khi nào lại có cơ hội gặp lại, hoặc là một trái khác giống như em. Xin mọi người ủng hộ kênh cho em cháu có động lực nhé. Chúc mọi người sức khỏe.